Xin chào cô chú anh chị nha. Ngày hôm qua thì em cũng thông báo ngày hôm nay là quán cô Kim Thoa khai trương đó mọi người. Hôm nay có mặt tại quán của cô Kim Thoa đây. Bây giờ là cũng qua giấc trưa rồi, nhưng mà ngày nay khai trương rồi cũng bán hơi, nói chung là cũng có một số khán giả tới ủng hộ rồi. Ở đây thì nói chung là đường thì rất là rộng rãi luôn, đậu xe rồi cũng có chỗ đậu xe, chứ không có giống như bên cô Sáu là xe ra vào liên tục đó. Trước mặt mọi người là cô Kim Thoa đang trụng miếng đó. Đây là một cô nghệ sĩ tới tặng cho quán của cô Kim Thoa khai trương Hồng Phát cho mọi người. Đó. Phía trong ở đây thì hôm qua em không quay, phía trong đây thì giờ có trong đây có 3 bàn. Đó. Đây có 3 bàn mọi người thấy không? Phía ngoài bên đây có hai bàn, phía ngoài bên kia có 2 bàn. Đó. Buổi chiều 2 giờ thì bán bánh xèo nha mọi người. Đâu chú Bảy tắt đi. Báo tiền nước. Báo tiền nước. Phải không? Ủa nào vậy? Sao không đưa em vậy? Ủa nhưng mà nếu cũng phải rồi nhà mình nó mở mò ra cái cửa xong mình không biết. Đó. Ngày nhiêu cô Hoa coi thử coi ngày nhiêu. Không, tính là chú Bảy là rất là nổi tiếng trên mạng luôn. Là chú Bảy đẹp trai hơn hôm qua nha. Thấy có sắc hơn hôm qua. Đang ăn miếng gà quán của chú Bảy bán ngon không anh? Nói gì phải chia sẻ đi anh. Ngon chất lượng. Mọi người ghé ủng hộ quán nha. Sức khỏe bây giờ nó không nhiều đó nữa rồi, bây giờ cứ nằm thì nhiều hơn là ngồi. Bao nhiêu quán xuyến để cho cô to làm hết. Dạ. Bạn nghiệp bà xã bà làm không mà ông xã ngủ không à? Thì cũng tội nghiệp cũng phải thò quá rồi. Chú giờ chăm sự trong nhà chắc cũng cô Tho là chính ha. Đâu, chú Bảy ha. Sáng mới đi khuya mới đi chợ bả một ngày phải chạy không biết bao nhiêu chuyến. Hôm qua chạy cả ngày trời đó không uống gì đâu. Không ăn uống gì luôn á. Tới 1-2 giờ cái bả mới đi chợ Bình Điền xong rồi cái ghé bả ăn một miếng mua hộp bánh nước á. Ăn được vài cục rồi thôi. Chứ ăn hết đâu. Mình nằm được có 1 tiếng, 2 tiếng, 2-3 tiếng đồng hồ vậy là nấu. Từ giờ sống thì chỉ sống phải làm thôi. Dạ. Trời ơi, ngon quá trời. Xong nó bay qua liền nè, bay qua liền. Liền kia sao? Thấy chú Bảy là vui rồi. Sợ tôi lên nữa thì sao? Hồi sáng cũng xuống một chút rồi, xuống đây mà cơm mà cho tô mì chứ ăn được gì đâu. Luộc luộc luộc, có nhúm một rồi đi lên. Làm suốt tới giờ luôn á. Cũng mong rằng
cô bác anh chị khán giả gần xa thương mến ủng hộ cho quán Linh Cung Kim Toa nói riêng, cũng như cháu Hồng ca sĩ Hồng Phượng nói chung cũng muốn bò ủng hộ cho hai bên có một cái niềm vui buôn bán được ổn định để thu nhập trong cuộc sống gia đình bây giờ nó xuống không như xưa nữa. Rất mong mà khán giả gần xa cô bác anh chị thương ủng hộ cho hai bên gia đình và cái nhà. Chú Linh thì bây giờ mệt lắm, ít khi nói nhiều đó rồi chúng nó mệt. Bây giờ trong thời gian này đã uống thuốc trị bệnh, ngủ thì nhiều quá là ngồi xíu cái là sạc lên nằm vậy đó, nằm miết mài luôn. Chú Bảy ơi, chú Bảy có cái bài hát nào giống như Hồng Phượng thì có bài hát bún bò, chú Bảy có bài hát bánh xèo tặng cho khán giả cho nó vui không chú Bảy? Chưa có biết cái gì của giờ mình đâu có rõ không nghĩ đâu lo đầu thấy bà xã bà làm mà cứ đầu óc cứ nghĩ tùm lum hết đâu có thời gian đâu mà ngồi suy nghĩ bài hát để mình chế, để từ từ thì mình sẽ chế vừa bún bò mà vừa miếng gà miếng vịt luôn ha. Sẽ có một bài ca ngắn gọn gửi tặng cho cả nhà mình. Là ca bánh xèo nha chú Bảy. Có, vừa ca bánh xèo mà vừa ca miếng gà miếng vịt luôn. Rồi á, cảm ơn cả nhà nha, cũng cảm ơn cháu Xuân Trần cũng chịu nắng chịu mưa chịu khó đến quay clip để quảng bá cho các bác anh chị gần xa đến biết cái quán của nghệ sĩ chú Linh Kim Toa. Chú Bảy đọc là địa chỉ để mọi người biết chú Bảy. Địa chỉ của quán chú Linh Kim Toa là 133 Xuyệt 13, phường 3, quận 5, Lê Hồng Phong. Đó. Hoặc là cả nhà vô hẻm 178 đường Nguyễn Trãi vô cũng được được cả nhà, hai ba đường vô luôn. Địa chỉ nhà là số 133 Xuyệt 13, phường 3, quận 5. Có hẻm thông đó, đi hai ba hẻm rồi hẻm nào cũng vô được hết. Đã vô tới đây rồi ra hẻm nào cũng được á, hẻm 178 đi ra đường Nguyễn Trãi đó, tiện đường lắm cả nhà. Rất mong cả nhà đến ủng hộ nha, rồi cũng xin cảm ơn tất cả các mấy cháu YouTube đã đến đây để mà đưa lên cho bà con cô bác gần xa để biết cái địa chỉ của Linh và Kim Toa nha. Cái địa chỉ mình là có rồi, thì thời gian buôn bán cụ thể như thế nào chú Bảy? Thời gian buôn bán buổi sáng thì khoảng tầm 6 giờ thì quán sẽ mở cửa bán như là miếng gà, mì gà, đó, phở gà. Nói về phở đâu phải là phở mình làm mà kêu bằng mì mà hủ tiếu mềm á, cho nên mình dùng mà bánh phở chứ thật sự là hủ tiếu mềm đó. Bánh canh gà đó là bán khoảng chừng 11 giờ tới 12 giờ, thì qua 12 giờ là bắt đầu là 2 giờ là chủ Linh bán lại bánh xèo, trở lại cái nghề cũ là bánh xèo nghe mấy cái nhà, là vào buổi chiều 2 giờ là bắt đầu bán bánh xèo đó. Cả nhà nhớ rõ không, buổi sáng thì là bán bánh canh mì gà, hủ tiếu gà, bánh canh gà đó, rồi là 2 giờ chiều là bắt đầu là bánh xèo, bán bánh xèo và bánh cọt đó. Địa chỉ trên là Tú Linh đã đọc rồi, mong rằng cả nhà đến ủng hộ và chia sẻ nha, cho dùm cho Tú Linh Kim Toa nha, để cho mọi người đều biết đến ủng hộ nha cả nhà. Dạ chú Bảy ơi, thí dụ như bán hai món gì mình cô Kim Thoa làm sao sể chú Bảy? Bây giờ không làm sể thì cũng phải ráng làm, bây giờ sự sống mà, chứ bây giờ nằm hoài là chết luôn á. Bây giờ hát sướng xô thì ít lắm cả nhà ơi, bây giờ cũng phải làm, kể tới đâu hay tới đó, phải không? Sống làm được ngày nào thì cứ làm, giống như là hát được ngày nào cứ hát, tội nghiệp cho mình tới đâu hay tới đó, vẫn còn ơi vẫn còn hát nha cả nhà, và còn sức được thì mình vẫn buôn bán, kể tới đâu hay tới đó. Mong rằng cái nhà ủng hộ cho Tú Linh Kim Toa và cũng như là ca sĩ Hồng Phượng và chị Sáu Hồng Nhung. Mong cả nhà thương mến giúp đỡ cho hai gia đình nha. Và cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin cảm ơn em Khương Trần và hai em gì là không biết tên. Chú Bảy ơi, thì có nhiều khán giả người ta hỏi là cái nhà này là chú Bảy mua hay sao chú Bảy? Hả? Anh nói là chú Bảy mua nhà bây giờ rửa tiền
À, đúng không chú bảy? Ừ. Thôi bây giờ cái đó thì Tiểu Linh không muốn trả lời. Bây giờ trả lời cũng biết cái nào đúng cái nào sai đúng không? Thì nó rất là mệt thôi, thì bây giờ ai cứ nghĩ sao nghĩ. Mình sống đúng như cái lương tâm của mình thôi. Mua cũng được mà không mua cũng được, mướn cũng được mà không mướn cũng được. Vậy thôi ha. Tiểu à cả nhà. Chú Bảy nghe nói là sắp xếp nghệ sĩ Kim Thoa với lại chú Bảy tổ chức show hả chú Bảy? Chú Bảy cho biết thời gian địa điểm gì chú Bảy? À, thời gian địa điểm đó chắc là... Thời gian bí mật. Đó là thời gian bí mật, nhưng mà thôi để cái chuyện này để là sau này bà xã yêu dấu sẽ nói cho cả nhà nghe. Tiểu Linh thì không có nói được ở đây ha, thì sức khỏe Linh không nói được đó, ngồi tôi xỉu luôn á. Bí mật đi rồi tâm tình nào tôi nói đi hỏi bật mí. Hồi sáng nay chú Bảy bán được bao nhiêu tô chú Bảy? Hồi sáng về nằm không biết chết liền, nằm mới xuống cái tiệc luôn đó. Tôi nghe hồi sáng là bom hàng, bị bom hàng. À, có hai nói có hai em YouTube tội nghiệp. À, tới đây thì đặt hàng đã. À, shipper cho YouTube, shipper đến đây. Sao ngộ quá, tội nghiệp người ta cũng đi kiếm đồng tiền này, giao hàng này bơm người ta chi rồi này, để hàng hạ người ta chạy tới chạy lui. Mình không biết làm sao thôi, bây giờ không biết nói thế nào bây giờ. Bây giờ mong rằng cái nhà thương đừng có làm vậy nữa, tội nghiệp mấy anh mấy em này ta chạy phải kiếm thì đồng thì cắt gì thì sống gia đình người ta mà làm việc nông nghiệp người ta thôi. Thì ai bơm ở đây thì khó bơm lắm, tại vì khi mà nhận tiền thì tôi Linh mới là này giao hàng đúng không, khi mà tiền trao là chấm mấy mút, cho nên không có mong rằng cả nhà hiểu cho Tiểu Linh và Kim Thoa. Nó tội là tội cho mấy anh gáp rồi shipper thì kia thôi, tội nghiệp người ta nên chạy xe để kiếm sống mà, ta giao hàng người ta kiếm sống thôi mà. Cái chú đó cũng già tội nghiệp lắm, trời ơi cũng đài đỏ người ta nữa, ta khổ ghê, cái nghiệp gì mình không giữ gì không biết. Rồi thôi, tôi Linh nói đến đây thôi nha, xin cảm ơn cả nhà rất nhiều, rồi cũng xin cảm ơn mấy em cũng đã, mấy cháu cũng đã quay clip này ha. Dạ. Mong rằng chia sẻ để giúp cho tôi Linh và Kim Thoa cũng như ông Phượng nha cả nhà. Dạ. Ok, rồi bye bye nha. Chúc chú Bảy sức khỏe nha, chú Bảy nha. Chú Bảy vô hỏi cái...